Dạ, xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Khương Dừa đang có mặt ở ấp 2 xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Khương Dừa lại tiếp tục đi gặp gỡ, thăm hỏi và trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn mà không may có người mất do Covid đó bà con cô bác. Dạ, hôm nay thì Khương Dừa đi tới 4 hoàn cảnh trong xã Tân Nhật. Dạ thôi, trước khi cái gì cái gì nói gì mắc cửa vậy không? Lùng quá không thấy hả? Đứng đứng sao đang cho thấy lên hình hả? Lại nè, lại đây mới thấy nè. Lại đây nè. Lại đứng đây nè. Rồi đứng đây nè. Rồi đứng rồi, đó. Rồi giới thiệu con tên gì? Con tên gì? Chưa nói hả? Mấy tuổi rồi hả? Dạ, 3 tuổi chưa nói chuyện. Vậy là chậm nói rồi. Rồi lên hình nha, rồi về coi kênh chú Khương Dừa nha. Thấy con trên hình nha. Rồi làm dáng đi. Trời ơi mấy đứa mắc cười quá à. Dễ thương quá trời. Dạ bà con cô bác thân mến, hôm nay Khương Dừa lại tiếp tục nhận được sự đồng hành của các anh chị Mạnh Thường Quân. Thôi trước khi mình vô thăm nhân vật thì mình cũng sẽ cập nhật cái danh sách của quý Mạnh Thường Quân. Tính tới 12 giờ hôm ngày 22 tháng 1 tháng 10 2021. Dạ đầu tiên xin cảm ơn Mạnh Thường Quân Cẩm Nhung gửi cho em Hạnh là chồng của bạn Phú. Bạn Phú bị tai nạn gãy tay gãy chân mà con cô bác 300.000 đồng. Dạ. Như Torres gửi em Hạnh và 10.974.720 đồng. Dạ, Facebook Hoàng Thanh Ngân gửi 1.000.000 đồng vô quỹ. Dạ, Quế Vi gửi 1.000.000 đồng vô quỹ. Mạnh Thường Quân giấu tên gửi 1.000.000 đồng vô quỹ. Mạnh Thường Quân giấu tên gửi 500.000 vô quỹ. Nguyễn Thị Cẩm Hồng gửi 500.000 vô quỹ. Dạ còn đây có một Mạnh Thường Quân để tên là Thông Bùi giúp anh hai cháu ở quê em là chữ H H cộng C 200 đô mà Khương Dừa không rõ là anh nhắn là giúp hai cháu ở quê Khương Dừa hay là sao? Quê Khương Dừa là ai ta? Hỏi lẽ là không lẽ là Phước với Lộc à? Vậy thôi để Khương Dừa xin cập nhật số tiền trước rồi Khương Dừa để đây rồi có gì Khương Dừa hỏi anh lại thông tin là giúp người nào để Khương Dừa chuyển người đó. Dạ rồi xin cảm ơn tới tất cả các anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã đồng hành với Khương Dừa. Giống như Khương Dừa có chia sẻ bà con cô bác á, thì tính tới hiện tại là bữa Khương Dừa quỹ Khương Dừa còn tới 600 mấy. Thì hôm qua Khương Dừa đi cho đi trao tiếp tục trao một đợt nữa ở bên xã Vĩnh Lộc B, huyện Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng hôm qua cũng nhiều à. Hôm qua cũng 80-90 triệu gì á. Dạ mà Út đang giúp Khương Dừa tổng kết lại cho nên cái quỹ Khương Dừa cũng còn nhiều, cho nên là Khương Dừa cũng xin phép bà con cô bác quý Mạnh Thường Quân là Khương Dừa tạm ngưng nhận sự đóng góp để Khương Dừa dành thời gian Khương Dừa đi trao thăm hỏi và trao hết cái quỹ đó, rồi tới sắp tới Khương Dừa có làm chương trình gì nữa thì bà con cô bác lại tiếp tục đồng hành với Khương Dừa ha. Chứ Khương Dừa đi trao cái bà con cô bác lại gửi á, tại vì nhiều khi Khương Dừa cũng còn công việc của công ty rồi việc của Khương Dừa nữa, cái nhiều khi Khương Dừa đi không hoài không xong á, cái mình bị chậm trễ thì sợ bà con có bắt buồn nên bà con có bắt thông cảm với Khương Dừa ha. Thì thôi thông qua đây Khương Dừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị Mạnh Thường Quân luôn đã đồng hành với Khương Dừa từ đầu dịch tới giờ luôn, và tới giờ thì vẫn còn đồng hành với Khương Dừa để gửi cho Khương Dừa tiền để Khương Dừa đi thăm những hoàn cảnh khó khăn. Rồi Khương Dừa cảm ơn rất nhiều, bữa giờ Khương Dừa cũng thăm rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, nói chung là số tiền của bà con cô bác giúp ích cho rất nhiều nhiều hộ. Dạ rồi bây giờ Khương Dừa sẽ chuẩn bị đi vô cái hộ đầu tiên nha bà con cô bác. Dạ. Bà con cô bác thân mến thì thôi chú đi vô nha, xíu ra chú quay nữa nha, ảnh đi theo luôn rồi kìa. Dạ dạ cảm ơn bác. Dạ chào bác. Dạ bác cũng ngáy lên đó. Dạ được. Dạ làm phiền bà con cô bác xíu nha. Dạ chụp tấm hình được không? Dạ dạ được, bà cụ thương Khương Dừa quá. Thương thiệt cái ngày nào bắt chú Khương Dừa không á. Dạ. Dạ chụp hình bụi tre. Đúng rồi. Dạ con cảm ơn bác. Dạ dạ con cảm ơn bác, chúc bác mạnh khỏe nha. Ngày nào cũng bắt con cái chân á. Dạ. Ngày nào đêm nào bắt. Dạ dạ con cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ Khương Dừa thì đi bữa giờ trao quà đa số thì gặp những hoàn cảnh khó khăn. Đa số là các anh chị rồi các cháu các em đều biết Khương Dừa hết, với lại bà con cô bác vòng vòng xung quanh đó, họ cũng biết Khương Dừa, họ thương Khương Dừa lắm đó. Thì bà con cô bác cũng thân mến,
Thì cái việc công việc mà đi kết nối nè, đi gặp gỡ hoàn cảnh khó khăn rồi đi trao quà giúp đỡ thì nó chiếm rất là nhiều thời gian của Khương Dừa luôn. Có nhiều người hỏi Khương Dừa chứ mình đi giúp vậy thì gì, có nhiều người hỏi nhiều giúp vợ mình đi giúp vậy thì bà con vậy gì cái lý do gì, thì dĩ nhiên mình giúp cho bà con thì mình hy vọng bà con họ được cuộc sống họ đỡ hơn, họ đừng có gặp khó khăn nữa, chứ mình cũng đâu có mong muốn là mình đi giúp bà con rồi lại bà con lại giúp lại mình, tại vì mình cũng có điều kiện rồi, mình đâu có cần bà con giúp lại, đúng không? Dạ. Với cái thứ hai nữa thì mình cũng không phải là không cần, nhưng mà mình hy vọng là bà con cô bác được nhận được sự giúp đỡ tài trợ gì đó, ví dụ cái này cái kia hoặc là tiền bạc, thì bà con cô bác dựa trên những cái số tiền đó bà con cô bác có thể xoay sở trong cuộc sống, vươn lên trong cuộc sống đó, thì vậy là mình mừng rồi, chứ cũng không phải cần bà con cô bác đâu. Nhiều khi nhận tiền rồi xài hết rồi lại mang ơn mình rồi cảm ơn mình cũng không vui. Thà như bà con cô bác nhận tiền bà con cô bác để dành đó rồi sắp xếp cuộc sống mình, rồi thí dụ trả nợ trả nần hoặc là gì cho con cái ăn học mà nó học tới nơi tới chốn, vậy là mình vui rồi, chứ mình cũng không có cần phải nhận được sự nhớ ơn hoặc là sự giúp đỡ của bà con cô bác. Bởi vậy Khương Dừa thì cũng may mắn, thì cũng tất cả những hoàn cảnh Khương Dừa giúp đỡ thì đa phần cũng có rất là nhiều hoàn cảnh là coi như là thay đổi cuộc sống luôn, còn có những hoàn cảnh thì nó cũng tương đối vượt qua cái ngặt nhưng vẫn còn nghèo, thì nhưng mà cũng có số ít hoàn cảnh thì mình giúp xong rồi thì gửi họ số tiền rồi họ cũng xài xong rồi họ không có tính toán gì cho, rồi họ lại rơi vào cái cảnh khó khăn nữa, nhưng mà mình không thể giúp hoài được. Nhưng mà đa số họ thì cũng rất là quý Khương Dừa. Họ không có nói gì về Khương Dừa hết trơn á. Có những người bạn của Khương Dừa cũng đi làm những công việc thiện nguyện thì không được may mắn như Khương Dừa. Họ gặp những người mà họ đi giúp đỡ và cuối cùng khi mà những người bạn Khương Dừa mà có cái việc gì nó không có suôn sẻ thuận lợi thì những người đó họ lại quay lại họ nói những này nữa kia thì cũng tội nghiệp đó. Cho nên là cái dạng giống như là tát nước theo mưa vậy. Dạ. Cho nên là Khương Dừa cũng rất là mừng, rất là vui khi mà bà con cô bác mà được Khương Dừa giúp đỡ, hoặc là thậm chí những bà con cô bác mà Khương Dừa không có giúp đỡ như bà cụ vừa rồi thì cũng rất là thương Khương Dừa. Ở đời mình là chỉ cần như vậy là quý rồi. Dạ. Đây là Khương Dừa vô cái hoàn cảnh này là có hai anh em bà con cô bác, thì Khương Dừa được biết là mẹ thì đã bước thêm bước nữa rồi, còn người cha thì mới vừa bị tai nạn giao thông mất hồi Tết rồi, thì hai cháu thì đang ở với lại bà nội, nhưng bà nội thì không may mắn là tuổi cũng lớn rồi, đợt Covid vừa rồi thì bà nội bị nhiễm Covid và đợt bà nội mất đó, cho nên là giờ hai cháu giống như là giờ mẹ thì bước thêm bước nữa thì đâu có lo, hai cháu tính như là mồ côi rồi. Giờ hai cháu thì đang ở với lại ông bác với ông nội, hồi nãy Khương Dừa cũng có vô. Dạ. Chào hai con. Rồi ông bác có chặt dừa cho uống rồi ngồi nói chuyện rồi. Dạ. Chào con. Dạ. Chào anh. Dạ. Giờ bác thắp nhang cho bà nội cái ha. Cho em xin phép em đeo cái này nha. Dạ. Em thu tiếng không có gì. Dạ. Cho em xin cây. Bên đây là ba của cháu hả? Dạ. Trời ơi, nhà hai bàn thờ vậy. Ôi thấy xót. Anh là bác thứ mấy? Em là thứ hai. Anh là bác thứ hai, còn ba của cháu là thứ mấy? Út. Ngồi đi tụi con, ngồi đi. Nhà này Khương Dừa nghe nói thì trước đó thì cũng nhà tình thương hay sao được nữa. Dạ. Dạ, chào bác. Ông nội con hả? Dạ, ông nội. Dạ. Chào bác. Dạ. Ông nội mới đi đám về hả? Dạ. Ngồi nội ngồi. Ngồi đi. Hai đứa con ngồi đi. Anh vô đây là ngồi anh. Rồi sao á? Dạ ông nội ngồi đi đi. Con lấy cái ghế nữa con ngồi đi. Bà nội mất lâu chưa? Dạ, mẹ mất bữa 25 tây tháng 7, 9 giờ tối. Là bị nhiễm Covid.
ở nhà thì không có triệu chứng, nhưng mà có cái nó ho ho, rồi cái tao thấy mẹ mệt quá cái tụi em mới chuyển đi. Dạ. Chuyển đi qua bên Quốc Ánh thì Quốc Ánh không nhận. Mình về Quốc Ánh Bình Tân. Dạ. Cái đầu passport Quốc Ánh nó mới chỉ đi lên Bình Tân. Dạ. Mới chuyển mẹ lên Bình Tân. Lúc đó vô khoảng gần 2 giờ chiều. Dạ. Mẹ bị tiểu đường nặng nữa. Dạ. Thì bữa sau cái đầu tới 8 giờ mấy nữa em dâu nó điện lên, nó nói này mẹ yếu quá rồi. Điện là đường nó biến chứng mẹ yếu quá. Dạ. Cái em lên tới bệnh viện thì bác sĩ người ta cho biết là đã bị ngưng tim rồi. Dạ. Bị tím tái rồi. Là bệnh viện Bình Tân ha. Dạ. Rồi bắt đầu người ta báo em là bây giờ hồi sức tích cực một lần nữa. Được không được thì thôi. Dạ. Rồi em đứng trước em coi người ta hồi sức tích cực, người ta nhận tim, người ta ép tim rồi nhưng mà nó không đập lại. Dạ. Rồi người ta báo mẹ mất. Rồi mất luôn. Dạ. Mẹ em bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ em nay 60, 1962. Dạ. 59, 60 đó. Bác bao nhiêu tuổi bác? Bác á, bác á, bác á. Nhỏ hơn 2 tuổi hả bác? Bác ngồi đây nè. Ngồi đây cho gia đình gần gũi. Lấy ghế ngồi qua trong nội ngồi coi. Xích qua nè. Ngồi gần chú Phương nè. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi gần đây nè. Tụi con ngồi gần luôn đi. Ngồi gần đây đi để chú dễ quay hình sao. Dạ, dạ, con biết. Dạ. Dạ. Là bé này là học lớp là nãy hỏi là lớp 7 thôi. Năm nay lớp 8 đó. Dạ lớp 8. Còn con lớp mấy? Đó, lớp 1, năm nay lên lớp 2. Lớp 2. Dạ. Ông, lớp 2 cũng bự hả? 51kg. Ôi ôi 51kg luôn hả? Bự con ghê. Gặp cái gì cũng ăn hết. Ăn dạ. Tùm lum ăn sạp sạp tối ngày. Dạ. Với lại cái tạng đó nó dễ ăn là nó phì rồi. Dạ. Em có nghe nói thì ba mẹ của bé thì không có ly dị hả? Rồi đó, mẹ ly dị. Dạ. Mẹ ly dị, ba mẹ nó ly dị xong rồi cái bà nội kêu thôi để đây cho bà nội nuôi, lâu lâu về thăm. Dạ. Rồi cha nó với mẹ nó thì người này cũng có vợ khác, người kia cũng có vợ khác. Dạ. Rồi thời gian tháng 4 năm rồi, tháng 3, mười mấy tây tháng 3 năm rồi là 24 tây tháng 3 năm rồi là cha nó mất. Mất bên đường cao tốc đó, bất ngã tư đường cao tốc giữa hết Trung Lương lọt qua. Có xỉn say gì không mà té không? Hơi xỉn thôi chứ chưa đến nỗi. Dạ. Rồi chạy xe rồi gặp mấy anh tài xế cũng mới mẻ quá cho nên ảnh dòm không hết, ảnh móc vô. Dạ, chạy xe máy hay vậy? Chạy xe máy, rồi anh kia chạy xe tải lớn, ảnh móc cũng chạy ngang cái bụng, phải bụng đáy. Ồ. Mấy bụng đáy đưa vô Bình Chánh cũng mất luôn. Lớn cho anh ba, ba của bé lớn chưa? Còn nó sinh năm 89, lúc nó mất là nó 30 tuổi. Trời ơi. Rồi. Rồi người vợ sao còn ở chung anh? Vợ sao cũng còn nhưng mà giờ có đứa con nữa cũng ở với Đồng Tháp không ở đây được. Là con của là cháu anh luôn á? Dạ. À, ở là... đây cũng đâu có ở nổi, còn đi tới luôn thì thấy cái bàn thờ sao ở nổi. Dạ. Em đây em còn đuối ngang nè. Rồi mẹ thì mẹ của hai bé thì có chồng cũng đi chỗ mẹ, khác luôn. Mẹ hai bé thì có chồng cũng về Tây Ninh, tại xứ ở Tây Ninh thì về Tây Ninh cũng có chồng có con ở chợ Ánh. Dạ. Vợ nay thì ông nội bà nội nuôi. Dạ. Với mấy bác được cũng nuôi phụ. Dạ. Với cha với mẹ thì cũng nói đúng là thì già cả thì nói chung là hầu như tụi em không có làm gì ha, hầu vô nuôi thôi chứ còn cha với mẹ thì chỉ nhà con. Nhưng mà bên này là mình làm gì ạ? Bên này là mình làm công cho người ta, mình làm keo ép mấy cái thiết bị điện. Dạ. Như hộp cầu dao công tắc rồi đó mình ép cho người ta, rồi ra nhiều hàng mình làm xong là người ta cân ký rồi người ta trả tiền cho mình. Còn máy móc rồi là... còn keo của người ta, máy của người ta, điện của người ta. À thay vì mình lại chỗ nhà người ta làm công thì ở đây mình có cái cũng có khoảng trống ha, thì người ta để sẵn chuông cái mặt bằng của mình. À. Cho nên người ta để xuống cho mình. Dạ. Giờ mình có công mình làm. Dạ. Thì bây giờ hồi đó thì mẹ còn sống thì nhiều khi mẹ coi máy được. Dạ. Còn mấy đứa nhỏ đi đưa rước học sinh được, còn giờ mẹ mất luôn rồi, bây giờ mình báo lên người ta là giờ nhà không có công làm nữa. Dạ. Cho nên người ta quyết định người ta rút máy về, nhưng mà người ta nói là không nên mưa gió người ta vô bài đất trước không được. Dạ. Đợi khô xe cẩu nó mới vô đó nó mới cẩu về được. Rồi mốt anh làm cái gì? Em thợ hồ. Thợ hồ. Rồi anh có gia đình không? Có gia đình. Anh ở đây luôn hả? Dạ. Bây giờ là coi như là anh cũng phải do lo cho gia đình anh. Chứ anh cũng có con, có vợ con, anh phải lo. Anh không có con. Anh không có con. Nhưng mà cuộc sống nó cũng quá quả lắm. Dạ. Rồi lúc này thì anh bán thời điểm này thì ai cũng dạ, khổ. Dạ, ai cũng khổ. Rồi em đẩy vừa ra trước em bán đó. Bán được cái gì mà. Ừ, bán ơi là mình ơi. Rồi. Để ra đẩy vô, vòng vòng xóm là mua, tôi ủng hộ. Dạ. Có ràng cái chạc lên xe đó, nãy anh thấy có xe đó chạy đi vòng vòng. Anh chạy xe vòng vòng bán hả? Vòng vòng nhà trọ người ta bán. À. Bán rẻ rẻ người ta mua người ta uống. Dạ. Thì giờ là ông nội cũng đâu có làm gì hết anh?
Ông nội giờ đâu mà ông nội lớn tuổi chứ, ông nội cũng làm thợ hồ, giờ ông nội lớn tuổi đâu có leo vàng được đâu là. Dạ. Giờ rồi hai đứa cháu giờ ăn học giờ nuôi làm sao? Giờ lay lắc tới đâu hay tới đó. Cứ mừng về có tiền báo đóng tiền học tiền này tiền kia thì nó. Trời ơi, tính ra rồi bữa giờ mẹ có về thăm tụi con không? Dịch bệnh đâu có. Không có về chưa đi được ha. Dạ, đâu đi tới. Hồi trước mẹ cũng có về thăm tụi con không? Cũng đâu có đâu, cũng có đi ngang về ghé thăm. Thì cũng nhớ, cũng thương, cũng điện thoại, cũng có vậy. Dạ, cũng nói chung là cũng có liên lạc chứ không phải bỏ mặt ha. Dạ, là mẹ nó cưng lắm chứ. Dạ, nhưng mà hai đứa thì muốn ở với cha. Hồi trước thì đó ở với cha với dạ. Ở đây quen rồi. Hồi trước là chắc chưa vợ chồng cưới cũng về đây ở ha. Vợ chồng ở đây luôn tại nhà Út mà. À, nhà mình từ xưa ở đây mà. Dạ. Nhà cha Út rồi tới nó cũng Út luôn á. Dạ. À, bác là Út rồi là em trai là cũng Út luôn. Cũng Út luôn. Trời ơi. Trời ơi. Thì giờ còn có bác hai thôi, nhà mình đông không anh? Đông anh em không anh? Em là thứ hai, là có thằng em thứ ba. Có hai đứa con, một đứa đang học lớp 11, đứa kia nghỉ rồi đi phụ bán dừa ở ngoài kia, đổ ông đóng cho nó bán đó. Hai chồng với đứa con ra ngoài bán mà. Rồi cũng mưu sinh vậy, là bán buôn vậy kiếm sống thôi. Lắc vậy. Thứ ba rồi, đây là thứ Út, rồi ba anh em ha. Người thứ tư bỏ. Thứ tư. Bỏ. À, thứ tư không tính rồi. Út là thứ năm. À, thứ năm vậy coi như giờ là còn có hai anh em với mấy? Còn hai anh em. Còn thằng kia này buôn bán rồi có hai đứa con nó nuôi đã đuối rồi. Dạ. Rồi còn em mà tháng này nói chung là cái chập mà mua dịch đó, em nói em nghe, em ăn dâu luộc không? Dạ. Để dành tiền mua bán dâu anh bán ăn dâu luộc không ăn dâu luộc không để dành tiền mua đồ ăn cho mấy nhỏ nó ăn. Dạ. Đuối, ai cũng đuối. Còn dịch bệnh mà đâu có làm ra tiền, mấy tháng trời kéo hai đứa nó học đỡ không anh? Cũng được, cũng có bằng khen, cũng có giấy khen đó. Ồ, cái này phải kiểu này phải cho nó ăn học chứ, mà cho nghỉ rồi đi bán dừa theo bác hai nữa là chắc cuộc sống sau này khổ lắm á bác hai ơi. Dán cho nó làm cái công việc khác đi chứ còn. Dạ. Theo như nghề của em là phơi lắm, khổ lắm. Dạ. Tại nhà mình nhiều khi hồi đó bác đây không có điều kiện, không có lo cho anh đồ, mà anh em đồ ăn học. Đó em học tới lớp 4 thiếu có mấy chục ngàn tiền trường mà em mắc cỡ em nghỉ. tự biết không cỡ luôn hả? Đó tiền trường đóng năm 37 ngàn cái gì. Dạ. Cô nhắc hoài một cỡ gần như luôn. Có mấy đứa em sau này nó học lên lớp 7, lớp 8. Dạ. Em học hết lớp 5 mà nghỉ một từ. Đây hai bé nó cũng học gần đây ha. Dạ, nó học trên trường Tân Nhật trên này. Con có học đó. Tân Nhật, trường tiểu học Tân Nhật có trên đây không con? Đó, thằng đó học kiểu gần như. Vậy là trường đó là cô Ngọc dạy, có cô Ngọc có trường biết không? Biết cô Ngọc không? Con biết cô Ngọc không? Chắc không biết đâu, lớp 1 lên lớp 2. Thằng này thì học bên trường trung học cơ sở cấp 2. Không, vậy ông này chắc lúc trước, năm nay là lớp 9, năm nay là lớp 8. Năm nay lớp 8. Vậy chắc là lúc trước con học cũng trong trường tiểu học Tân Nhật chứ gì? Dạ. Con biết con Ngọc không? Biết con Ngọc không? Ừ. Cô Ngọc là vợ chú phải không? Dạ. Cô Ngọc là bà xã của em. Dạ, là chắc là bà xã cũng không có trực tiếp dạy, tại bà xã trong ban quản lý, công tác quản lý. Bên văn phòng hả? Dạ không, bên phó thì trưởng. Dạ. Dạ. Rồi giờ đi học rồi thì gia đình mình có được cái gì để miễn giảm hai bé không anh? Dạ bữa mấy chị trên xã xuống nói là cho học bổng. Dạ. Nhưng mà đợi mấy bữa nay cũng hồ sơ nếu là nghe nói chưa xong. Dạ. Dạ cũng chưa có quyết định gì hết. Dạ. Cũng đang đợi cái. Thôi cũng đang đợi thì được thì hay, được thì mừng chứ biết. Dạ. Sao giờ. Mình giờ cũng mỗi lần mà nó. Dạ. Nó nhập học là tụi em đuối liền. Dạ giờ. Tiền sách, tiền trường, tiền quần, tiền áo, trời ơi. Mệt ngang luôn anh. Dạ. Nhiều tiền. Nó học mà gần hết năm mà em mới đóng được cái tiền bảo hiểm nó 700 mấy lần rồi. Anh đóng luôn hả? À. Gần hết năm mày mới đóng nổi cái tiền bảo hiểm. Ồ. Vậy là có nguy cơ là hai bé là không có theo học nổi. Thì đó bây giờ. Tại vì bác thì cũng khó khăn, hai bác cũng khó khăn, ông nội thì cũng không có làm. Không có làm gì, ông nội chắc tới lui được cơm nước cho mấy cháu thì. Thì ông nội nấu ăn đó. Thì ông nội cái nấu ăn, rồi sáng nấu ăn, rồi cúng bà nội rồi xong rồi ăn. Ừ. Bác bữa có bị không bác? Không. Bác không bị nhiễm hả? Ở nhà thì không bị nhiễm. Nhà của mình
mình bắt cái gì nhỉ mà. Dạ. À, và con cô bác thân mến thì đã rồi thì Khương Dừa cũng có đầu dịch là Khương Dừa vô trong Tân Nhật nè, Khương Dừa hỗ trợ cho quà cho bà con cô bác mà bị nhiễm á, nhưng mà hình như cái điểm này Khương Dừa không có tới tại vì lúc đó hình như chưa bị dịch, tại Khương Dừa đi trao hồi mấy tây tháng 7 á đó. Sau này thì Khương Dừa cũng có chuẩn bị quà sẵn rồi ở trong xã rồi kết hợp với xã cũng ra cho xe ra chở rồi đi trao cho bà con. Rồi xong đợt đó thì sau đợt này sao được sao Khương Dừa đi trao theo bà con cô bác mà gọi điện mà đăng ký á, là Khương Dừa cũng có đi trao trong Tân Nhật. Nói chung trong Tân Nhật thì trao cũng nhiều, nhưng mà trong đây thì địa bàn đi ở cái dạng cũng nông thôn mà con bác nên nó cũng rộng lắm, đi từ cái ấp này qua ấp kia cũng rộng lắm, không biết đường đi là bị lạc luôn á. Hồi nãy thì Khương Dừa có ngồi nói chuyện với lại mấy anh phụ trách bên địa phương, thì Khương Dừa cũng được biết là ở bên xã Tân Nhật thì cũng có 30 mấy trường hợp mà bị mất do Covid. Đó. Khương Dừa thì cũng hiện tại thì bên địa phương đang cung cấp cho Khương Dừa 4 trường hợp. Nói chung là đang ví dụ có người thân mà mất đang ảnh hưởng tới công việc học hành của các bé đó. Cũng có đây hai bé là cũng còn nhỏ, nhưng mà mấy trường hợp kia thì hai bé sẽ lớn hơn. Đó cho nên là hôm nay Khương Dừa sẽ đi 4 trường hợp để giúp, rồi Khương Dừa cũng sẽ Khương Dừa cũng có báo với anh địa phương, Khương Dừa nói Khương Dừa cũng còn có quỹ, thì cái mấy anh có cứ cung cấp trường hợp nào mình thấy cận thấy mà nó khó khăn thì mình tiếp tục mình hỗ trợ. Nói chung là cũng theo cái sự hỗ trợ của địa phương ở đây, thì địa phương nói chung các địa phương thì bữa giờ Khương Dừa đi thì các địa phương họ cũng chăm lo hỗ trợ cho các hộ cũng rất là tốt, với lại cái phần nữa cũng hỗ trợ cho Khương Dừa cũng rất là tốt, để Khương Dừa đi Khương Dừa hỗ trợ cho các bé. Thì nói chứ ngân sách nhà nước thì họ cũng còn nhiều cái họ phải lo, dạ. Lo cho chung, do cái chung nhiều hơn. Còn những cái trường hợp mà cụ thể mà khó khăn như thế này thì mình phải, thì Khương Dừa trực tiếp Khương Dừa đi á, thì Khương Dừa nắm được, Khương Dừa hiểu được, rồi Khương Dừa cân nhắc, rồi Khương Dừa giúp được cụ thể như thế nào. Chứ mà mình giúp mà thí dụ gửi về xã, thí dụ 100 triệu đi, rồi xã sẽ phân bố ra thì dĩ nhiên họ sẽ phân bố đều chứ họ thì cũng khó, cho nên Khương Dừa phải đi như thế này. Với lại cái thứ hai nữa mình quan trọng nữa là mình đi như này mình cũng nắm được, rồi mình cũng hỏi thăm được á, chia sẻ. Chứ giai đoạn này Khương Dừa biết thì nhiều người sẽ còn chưa có tin nổi là người thân của mình mất luôn á, dạ chắc chắn luôn. 60 thì cũng bớt nói bệnh chứ cũng còn khỏe, lo cho con cháu. Ví dụ tiểu đường thì nó cũng 5, 7 năm, 10 năm nữa mới yếu, còn nhiều khi cái Covid này nó vô nó làm nhanh quá. Chừng ba, dạ, dạ, ba bữa là đi. Thì đúng ba, dạ, bữa đó. Tới ngày thứ ba là mấy, dạ, bữa. Rất liền, cũng, dạ, liền. Còn bây giờ hai bé thì coi như là giống như bà nội, giống như là giống như cha mẹ luôn hả? Dạ. Vừa làm cha vừa làm mẹ, bây giờ bà nội mất luôn rồi, còn có ông nội. Dạ. Con tên gì con? Con tên Bảo. Con tên gì? Duy Lập. Con Duy Lập hả? Tên Duy Lập. Hai đứa học đỡ không? Dạ. Ừ. Dạ, học đầu con. Dạ, dạ. Hai đứa con phải gắng cố gắng học chứ biết sao giờ. Cũng có nhiều khi cái tuổi của con giờ suy nghĩ chưa tới. Nhưng mà tụi con chỉ có một con đường duy nhất là đi con đường học hành ha. Chứ mà tụi con mà giờ tụi con học tới lớp 9 rồi con nghỉ còn theo bác hai bán dừa là cuộc sống con mai mốt là rất là cực. Hiểu không? Mà thanh niên mà trai tráng đẹp trai vậy mà gắng ăn học giỏi nữa là chừng nữa có tương lai, đúng không? Dạ, gắng vô cho nó học. Dạ. Thật ra là chú không biết tụi con sao chứ mà cỡ tuổi của tụi con hồi đó là chú đã biết suy nghĩ là chú phải cố gắng học hành rồi đó. Đấy, tại vì chú thấy là gì? Là ba mẹ chú mới học hết lớp 5, ba mẹ chú nghỉ rồi bắt đầu ba mẹ chú đi làm mướn mà ai kêu gì làm nấy. Người ta có trình độ thì thí dụ ngày người ta được 300-400 ngàn, còn ba mẹ chú không có trình độ đi làm rất là cực, bằng ngày có 30-40 ngàn, mà 30-40 ngàn họ nuôi mà bốn đứa con nó rất là cực. Mà nói chung là cho nên chính vì vậy chú cũng cố gắng chú học hành. Bây giờ thì chú có thể là ở trên thì có nhiều người họ giỏi hơn mình, họ làm thu nhập tốt hơn mình, nhưng mà nếu mà đâu đó mình cũng có một cái vị trí nào đó mình cũng làm cũng tốt, cũng có thu nhập rồi,
không sao ra mình cũng có phần dư để mình đi giúp lại những cái hoàn cảnh khó khăn mà giờ mình nhìn lại thì đâu đó là giống như mình hồi xưa. Nhưng mà nhìn thí dụ nhìn cái nhà tụi con mà nhìn con được ông bà nội rồi bác gì mà thương là tụi con còn có phước hơn chú hồi đó. Chứ hồi đó chú có nhà chú mà tối ngủ mưa mà có bữa nó sập luôn. Cho nên tụi con phải cố gắng, thấy không? Có thể mình đừng có mặc cảm, đừng có giấu quá thai nha. Giấu quá thai vô thiếu tiền trường cũng 4.000 bạc là mất cỡ nghỉ. Cái là mình là đúng là mình nghèo rồi, không mình là nghèo, mình không có gì mặc cảm. Tôi nghèo nhưng mà tôi sẽ học giỏi, tôi cố gắng, đúng không? Chứ còn tôi giàu có thì chuyện đó chưa, học giỏi là bình thường, nhưng mà tôi nghèo nhưng mà tôi học giỏi người ta mới thương đó nể. Giống như rất là nhiều bạn bè của chú rất là quý chú, ví ở cái quý chú ở cái khả năng chú cố gắng á, cố gắng vươn lên cái nghị lực sống mình á, không? Cho nên tôi còn phải cố gắng. Nhiều khi là ông nội này cũng không có cái dạng, ông nội cũng lớn rồi nên hai ông cháu mình nhiều khi cũng không có ngồi để chia sẻ tâm sự, không? Còn nhiều khi bác hai thì là bác hai cũng đi buôn bán rồi, bác hai cũng không có gần gũi tụi con để dạy bảo tụi con, cho nên tụi con phải tự hiểu. Tụi con so với những đứa bạn mà cùng lớp với tụi con, lựa lứa tụi con thì cũng phải lớn hơn, suy nghĩ phải chín chắn hơn nhiều, đúng không? Đó thì thôi, hôm nay chú tới thăm. Nói chung là bữa giờ Khương vừa đi cũng ngày nay ngày thứ ba thôi bà con cô bác. Ngày đầu tiên Khương vừa đi Vĩnh Lộc thứ tư rồi đó. Ngày đầu tiên Khương vừa đi Vĩnh Lộc B, cái Khương vừa quanh lại xã An Phú Tây, cái ngày hôm qua Khương vừa quanh lại Vĩnh Lộc B, hôm nay Khương vừa đi Tân Nhật. Nói chung là đa số các hoàn cảnh đều khó khăn hết trơn. Cũng có những hoàn cảnh mà vợ chồng cũng cố gắng làm ăn rồi, cũng có mua sắm đồ đạc trong nhà, nhưng mà tự nhiên cái người vợ hoặc người chồng mất, cái người ta suy sụp luôn đó. Suy sụp luôn, cuộc sống rất là bế tắc, tại nhiều khi họ là cái lao động chính trong nhà, rồi giờ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Còn thì ba đợi con tí có không vừa thôi, coi chừng anh đeo. Sao anh? Của mình tụt ra ngoài đi, đợi anh tí. Anh có khách. Em cứ đậu đi. Không, không, anh đang lấy đồ. Em móc vô trong cái nhà bà chú. À để xem ra không sao đâu. Để xem ra đó, không sao đâu. Dạ. Lấy đồ hả anh? Không có. Dạ. Có chị của mẹ vô thăm. À chị. Vậy thì kêu bác vô đi anh, không sao đâu. Dạ dạ. Dì ba ha. Dạ. Kêu gì vô đi anh. Đâu gì đâu, không bình thường. Dạ dạ. Tự nhiên mình nhìn thấy hai bé mình thấy cũng thấy thương, cho nên mình nhớ lại cảnh ngày xưa mình cũng khổ cực vậy đó. Thôi cũng hy vọng là chú Hương vừa cũng tới thăm thì cũng sẽ chú sẽ từ cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho chú sẽ ưu tiên giúp tụi con nhiều hơn xíu. Thì coi như là giờ tụi con cũng giống như là mồ côi luôn rồi, thật sự đúng mồ côi luôn rồi đó. Đó. Nội đâu, nó nội đi về chợ. Dạ. Cho nên là chú sẽ gửi cho con hai anh em 20 triệu. Coi như là để trong cái phần này, phần của tụi con. Ví dụ ông nội hoặc là bác hai có khó khăn gì, bác hai cũng không có xài gì ở đó. Mà để dành để tụi con học, để đóng tiền trường rồi tập sách quần áo gì cho tụi con ha. Cho tụi con học, giống như là để bác hai giữ cho kỹ, ông nội giữ cho kỹ để trong đó khi nào mà bác hai mà ông nội không có khả năng lo thì bác hai lấy trong đó ra để lo cho cháu. Dạ, dạ. Dạ. Giống như mình để mình giữ phòng vậy đó. Dạ. Dạ. Chứ thôi là nói chung là cũng còn như mình còn, chứ giờ mấy đứa học thì con nghĩ nó cũng còn dài, nó sẽ còn rất là khó khăn lắm. Cho nên cũng không thì 20 triệu thì Khương vừa nghĩ chắc hai bé thì học chắc cũng khoảng chắc cũng được 2 năm thì cùng. Đi đó là tiền học hành không bà con bác. Chứ còn tiền ăn tiền uống nữa thì biết nhiêu cho đủ. Dạ. Dạ. Dạ bác. Thông thường thì Khương vừa bữa giờ bà con của bác thấy Khương vừa cũng đi thăm các hộ mà khó khăn vậy, thì Khương vừa cũng trao thường thường chỉ có những em bé nhỏ mà không có, mà mẹ mất hoặc ba mất mà thấy thôi coi như là rất là khó khăn, nên Khương vừa họ thường thường hỗ trợ 20 triệu. Còn những bé thì còn lớn hoặc là ở với ông bà đồ này kia thì cũng vừa hỗ trợ khoảng 10 triệu à. Nhưng mà thôi Khương vừa thấy hai bé nó cũng dạ coi như mất mát quá lớn, cha rồi mất trước đó rồi bà nội mất, cho nên Khương vừa cũng xin phép bà con cô bác hỗ trợ cho hai bé để hai bé nó có tiền ăn học.
Nhưng mà hai sao hai hy vọng hai đứa con gắng cố gắng học sau này thành tài rồi để lo cho ông nội, lo cho bác hai rồi trước rồi tiên đi ha. Rồi sau đó lo cho bản thân mình, rồi giúp được ai giúp, còn không mình gắng lo cho gia đình mình tốt được rồi. Chứ không không phải cần phải phải giờ được bà con cô bác giúp rồi sau này mình phải đi giúp người ta nữa. Nhưng mà mình chỉ cần lo cho gia đình mình tốt là được rồi. Mình nói đây xưa vậy không bác? Dạ. Góc đây luôn hả? Dạ. Hồi trước ba của bé thì làm gì anh? Cũng làm thợ hồ. Ủa, thợ hồ xuống, thợ hồ đấy không hả? Thợ hồ với ngày được nhiêu anh? Rồi, em cũng thợ hồ. Thằng thứ ba cũng thợ hồ. Dạ. Út cũng thợ hồ. Mà giờ là buôn bán là phụ thôi đó. Là buôn bán phụ chứ giờ mùa dịch này em nói anh đâu có chỗ nào làm. Dạ. Mình lên thợ chưa hay là mình phụ hồ anh? Lên thợ ha. Dạ. Mình thợ chắc cái ngày cũng 400-500 ha. 400. Có tiền chỗ trả. Dạ. Nói chung mà bằng cái nghề xây dựng mà anh nghĩ làm chừng từng là hết. Dạ. Thì bằng ngày nào phải ngày đấy mà chỉ thì đúng rồi. Dạ. Cuộc sống. Này Phương vừa có chuẩn bị phong bì nhưng mà đây là cái trường hợp ấy nên Phương vừa ưu tiên nên Phương vừa sẽ lấy từng mặt. Không có phong bì. Đây luôn con đến coi. Rồi hài cốt của bác vẫn còn để đó hả bác? Dạ. Chưa có trùng cấp hay là để vậy luôn bác? Thanh Minh là sao? Thanh Minh mới làm má nó đem ra ngoài. Dạ, mình mưa gió quá. Giờ mưa gió quá chưa được nữa rồi có cốt. Dạ. Giờ đi tới luôn nhìn hai đồng thời chắc không thấy buồn chứ. Thiệt ha. Buồn lắm. Em nói dạ. Tới cái bữa mà có mẹ mất là thằng em thứ ba nó còn cách ly ngoài Vũng Tàu. Mà anh đi làm ngoài hay sao? Anh, tài xế nó chạy nó bị cách ly ngoài. Dạ. Giờ tới nó về. Nó về thì mới hết bệnh cái đầu nó bị những cái nằm phòng nó bị ngọt. Dạ. Trời ơi 2 giờ mấy đêm nó gõ cửa em nó kêu mà chở tao chở lên y tế chở oxy gì cho tao thở em nó chờ chờ gì nữa đây chờ. Mẹ mới mất mới 2-3 ngày rồi tới mẹ. Mà run người luôn hả? Em thẫn thờ luôn, em đuối luôn. Đứng im vô không biết làm gì nữa. Em nói giờ làm gì trước? Chở mày đi bệnh viện hay là không biết rối luôn hả? À, chở oxy. Nó là mình tỉnh mà mình còn rối hơn người bệnh nữa. Trời ơi, thì thôi. Dạ. Em nói anh đuối biết là 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sợ thiếu hai bé của mình không sợ dư cho hai bé thì tốt nhưng mà sợ thiếu. Đây là số tiền của tất cả các anh chị mạnh thường quân ở trong ngoài nước. Bữa giờ các anh chị cũng rất là tin tưởng Phương Dừa, các anh chị gửi cho Phương Dừa để Phương Dừa có điều kiện để Phương Dừa đi á. Phương Dừa thăm hỏi những hoàn cảnh như vậy. Giờ Phương Dừa thấy bà con cô bác thấy Phương Dừa đi trực tiếp vậy bà con bác cũng yên tâm. Từ dựa trên cái trường hợp cụ thể để mình biết cái sự khó khăn như thế nào để mình giúp đó, cho nên là Khương Dừa cũng xin gửi là cảm ơn tất cả các anh chị mạnh thường quân. Thì hôm nay Khương Dừa xin gửi cho hai bé 20 triệu thì chắc là ông nội sẽ giữ giùm. Dạ, ông nội giữ giùm rồi này coi như là phần tiền để hai cháu học. Dạ thì dạ Khương Dừa cũng được biết là địa phương ở nhà nước mình thì cũng có chính sách hỗ trợ cho những bé dưới 16 tuổi đó, nhưng mà bị có người thân mất trực tiếp, nhưng mà đây là không phải là cha mẹ nhưng là do bà nội, nhưng mà địa phương cũng đang cố gắng làm xem xét để cho bé được cái hưởng chính sách để đi học, đồ có học bổng rồi có được miễn giảm học phí cũng đỡ. Hy vọng thì nếu mà được miễn giảm học phí thì khi cái số tiền này còn lại thì để dành cho bé ăn uống rồi tập dở này kia rồi cũng đỡ. Để con gửi bác. Dạ. Dạ, bác có kỹ cho hai bé nha. Dạ, thì con nghĩ là bao nhiêu đó thì con không bù đắp được, nhưng mà có nhiêu hay nhiêu bây giờ thì bác thì bác gái bà nội cũng mất rồi. Dạ. Chú không biết nói gì thôi. Dạ. Chú cảm ơn con vừa. Dạ.
Dạ. Thì bác gái cũng mất rồi, giờ thì coi như là hai cháu thì gia đình cũng khó khăn, thì mọi người xã hội cũng gắng, có địa phương đừng có gắng chung tay được không giúp cho hai bé học hành được, thì nói chung là bây giờ là dạ dạ rồi bác cũng bác có bệnh gì không bác, bệnh trong người không bác? Có cao huyết áp à? Dạ cao huyết áp. Dạ thôi vậy hả bác, con cũng đến thăm mình thôi, con cũng tranh thủ rồi con đi, còn còn ba hoàn cảnh nữa. Dạ dạ cái đây là Phương vừa cũng đi làm đi ngang đây hoài rồi con bác, nhưng mà mình thực sự mình đi làm ngang chứ mình đâu có biết, mình phải vô trong những con hẻm sâu sâu có những hoàn cảnh họ rất là khó khăn, thì cũng nhờ địa phương họ dẫn đi chứ mình cũng không biết, với lại địa phương họ họ dẫn đi thì họ nắm rất là rõ, mình rất là yên tâm. Ừ, chỉ sợ những trường hợp mà họ ở đâu lại á, lại nhà mình á, lại nhà mình họ biết mình á, mình không rõ họ, thì lúc đó mình giúp mình hay hỏi tùm lum la cho mình sợ. Nói chung là cái trách nhiệm của mình cũng nặng nề lắm, và con của bác cũng yêu quý tin tưởng rồi gửi tiền bạc cho mình trao mà nó một 500.000 không triệu đồng gì mà không đúng, thì là bà con của bác họ mốt họ không gửi mình nữa thôi, thì mình không có điều kiện mình đi làm nữa thôi, hoặc là mình tự mình làm bằng tiền túi của mình, nhưng mà mình sẽ không có làm được nhiều đó. Còn bà con của bác họ đồng hành thì mình sẽ có được một số tiền lớn, thì mình sẽ đi giúp được nhiều người, và mỗi người như vậy mình sẽ giúp được nhiều tiền nữa. Thậm chí ví dụ như giờ con vừa nói bà con của bác ví dụ 20 triệu, mình có thể đi giúp được 20 người, một người mình cho 1 triệu cũng được. Nhưng thực sự bà con bác biết giờ cuộc sống giờ 1 triệu thì nó rất là lớn, nhưng mà thực sự 1 triệu giờ đối với những hoàn cảnh của hai bé gì là đâu có giải quyết được gì. 1 triệu đồng ví dụ cũng nó mua sữa mua sùng hoặc là ăn uống gì trong vòng chừng tuần lễ là hết rồi. Cho nên là có những cái số tiền lớn như vậy thì mới giải quyết được. Ví dụ như là trong vòng 1 năm nữa mà hai bé nó nghỉ học là mình có lý do mình hỏi tại sao bữa mình giúp được 20 triệu rồi tại sao nghỉ học. Còn khi mình giúp con 1 triệu bạc mà trong vòng 1 năm nữa nó nghỉ học, mình hỏi sao bữa tôi mới giúp mà sao nghỉ học, thì ông giúp con 1 triệu bạc thì tôi sao tôi nuôi nổi, đúng không? Còn giờ mình giúp tới được 20 triệu, mà 20 triệu mình biết được là hai bé nó có học thể học 1 năm đó, 1 năm 2 năm gì đó, thì mình đã có thể mình động viên khuyến khích cho bé. Dạ thôi thôi con cố gắng đi. Mất cỡ tuổi này nó mất cỡ lắm. Rồi hai đứa dễ. Dạ vậy thôi bác cố gắng nha bác, hai đứa con cố gắng nha, bự bằng ông nội luôn rồi. Cảm ơn anh nhiều. Đẹp đẹp trai quá. Dạ thôi bác gắng cố gắng rồi bác ơi, bác hai gắng cố gắng chứ sao giờ, giống như em vậy, em cũng lớn em cũng gánh vác vậy, bác hai trong nhà. Dạ lên TV coi thấy hoài. À bác cũng biết con hả? À thấy hoài, thấy anh đứng ngay trong cái cầu vượt ngã ba làng đó, anh đâu chợ cho dân ta về quê đó. Dạ bữa cũng buồn quá, đi đứng đó cái trao cái nhiều người ta thấy mình vậy, cái người ta lũng lợi dụng. Nói chung là trăm phương ngàn kế lợi dụng, có người tốt thì có người xấu ha. Dạ. Làm cho cái lòng tốt của mình đặt không đúng chỗ rồi mình mình sinh ra mình nghi ngờ này kia. Rất là buồn. Dạ rồi thôi Khương Dừa cũng xin gửi lời cảm ơn quý bà con cô bác nha. Bây giờ Khương Dừa sẽ đi tới một cái hoàn cảnh tiếp theo cũng thuộc xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc bà con cô bác thật nhiều sức khỏe, chào tạm biệt.